nếu không nâng hạn 2025 thì 2026, 2027, thậm chí 2030 cũng được, đúng không? Thì hiện tại chúng ta cứ tập trung vào việc chưa nâng hạn thì mới có cổ phiếu giá rẻ, nhưng chúng ta muốn rất tốt, không vấn đề gì cả. Xin kính chào quý anh chị nhà đầu tư. Xin chào mừng quay trở lại với series quản lý gia sản cho người Việt của Ezfin Việt Nam. Vâng, sau tập 3 nói tổng quan về các kênh đầu tư đáng chú ý trong giai đoạn 2024 đến 2030 thì ekip của Ezfin cũng nhận được rất nhiều những cái sự ủng hộ, cũng như là những có rất nhiều anh chị cũng inbox thể hiện là sự hứng thú của mình với cái series mới mà Ezfin thực hiện trong thời gian gần đây. Có thể khẳng định là đây sẽ là một cái sự động viên rất là lớn cho anh Phục cũng như là Nam cùng ekip của Ezfin trong thời gian tới sẽ đưa lên nhiều nội dung có ý nghĩa hơn nữa để giúp cho người Việt Nam chúng ta có được những cái góc nhìn mới, những cái góc nhìn có thể nói là hữu ích về cái câu chuyện là quản lý gia sản. Tuy nhiên thì bên cạnh đó cũng có một số anh chị có nhắn tin cho Ezfin hỏi là tại sao thời gian gần đây thấy Ezfin thực hiện nhiều những nội dung về các kênh đầu tư đa dạng và không chỉ là chứng khoán như trước đây nữa, thì liệu đây có phải là tín hiệu cho thấy là Ezfin không còn đánh giá cao cái kênh cổ phiếu hay là chứng khoán như trước đây nữa hay không? Thì câu hỏi này sẽ được anh Phục cũng như là Nam và ekip Ezfin trả lời quý vị anh chị trong tập 4 lần này của series quản lý gia sản cho người Việt. Xin chào anh Phục. Xin chào anh. Vâng, ở tập trước thì chúng ta đã nói về cái câu chuyện đầu tư, câu chuyện phân bổ tài sản cho giai đoạn 2024 đến 2030, thì trong đó chúng ta đã đưa ra một cái góc nhìn tương đối rõ ràng, đó là bất động sản và cổ phiếu sẽ là hai cái dạng tài sản mà theo như anh đánh giá là sẽ rất là tốt trong thời gian tới, giai đoạn này đó. Thì cũng ở trong câu chuyện của cổ phiếu thì như anh cũng đã biết là từ đầu năm 2024 tới giờ thì thị trường chứng khoán tăng điểm tương đối tốt. Vậy thì anh có thể chia sẻ một chút về góc nhìn của mình với câu chuyện này như nào không ạ? Vâng, về cơ bản là kênh cổ phiếu thì Ezfin vẫn đánh giá là một trong hai kênh đầu tư dài hạn, lâu dài, bền vững và mang lại cái hiệu quả cao trong tương lai. Thì từ đầu năm 2024 đến nay thì thị trường cũng đã có những cái bước tiến khá là mạnh mẽ, từ cái việc là liên quan đến xử lý các cái vụ thao túng chứng khoán ở trên thị trường, rồi là đến các ban hành các cái quy chế, các cái nghị định để hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển hơn. Bên cạnh đó chính là việc chính phủ đã rất quan tâm đến thị trường chứng khoán để nhằm mục đích có thể hỗ trợ thị trường trong tương lai có thể nâng hạn. Và các cái doanh nghiệp ở Việt Nam cũng có cái sự phục hồi nhất định từ cái việc các cái chính sách về đầu tư công thu hút FDI từ năm 2023 đến nay đã phát huy tác dụng phần nào. Và đặc biệt đó là cái lãi suất ngân hàng cũng tương đối thấp, từ đó cũng kích thích người dân rồi các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn, và từ đó tạo nên một cái nền tảng giúp cho thị trường chứng khoán của chúng ta có sự bật khá là tốt. Thì từ đầu năm đến nay thì chúng tôi ước tính là cũng tăng khoảng độ 13%, tức là chỉ trong vòng chưa đến 3 tháng mà cái mức tăng đã bằng trung bình hàng năm của 24 năm qua trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tuy vậy thì đây có thể cũng chỉ là một khởi đầu của thị trường chứng khoán trong một cái giai đoạn, một chu kỳ mới đến 2030 mà thôi. Vậy theo đánh giá của anh Phục thì có lẽ đâu đó những cái tín hiệu hiện tại ấy, thì nó cũng là những cái chỉ báo tương đối tốt, và với những cái sự tăng điểm chung của thị trường chứng khoán thì đâu đó nếu mà nhìn rộng hơn ra góc độ của cả nền kinh tế thì có lẽ cũng sẽ là một cái chỉ báo cho việc là nền kinh tế của Việt Nam năm nay đó thì sẽ có nhiều cái điểm sáng hơn so với năm trước. Tại vì chúng ta luôn tin là thị trường chứng khoán sẽ là cái phong vũ biểu của nền kinh tế, mà đâu đó đi trước nền kinh tế khoảng 6 tháng cho tới một năm. Vâng, cảm ơn anh. Đó, thì trước khi đi vào những cái nội dung cụ thể để đánh giá về cái những cái triển vọng cũng như là các cái ngành, những cái lĩnh vực đó mà các nhà đầu tư có thể là tập trung vào cái sự quan tâm của mình theo góc nhìn của Ezfin, thì có lẽ ở phần đầu tiên thì xin phép anh Phục là chúng ta sẽ trao đổi một số những nội dung rộng hơn về phần vĩ mô, những cái yếu tố mà có lẽ là sẽ mang tính tạm có thể gọi là thúc đẩy đó đến cái thị trường chứng khoán của Việt Nam trong cái thời gian tới. Vậy thì đầu tiên thì các yếu tố về vĩ mô
và chính trị nào mà anh nghĩ là sẽ có tác động nhiều đến cái sự định hình của thị trường chứng khoán trong giai đoạn từ năm 24 tới năm 30 tới đây? Vâng, về cơ bản thì khi phân tích đầu tư trên thị trường chứng khoán thì chúng ta cần phải phân tích đầy đủ từ các cái biến số vĩ mô đến ngành rồi đến các doanh nghiệp và cuối cùng mới định giá và đưa ra vào danh mục để đầu tư. Thì đối với các cái biến số vĩ mô tác động về lâu dài đối với thị trường chứng khoán thì có 3 yếu tố chính như sau. Thứ nhất đó chính là tốc độ tăng trưởng GDP. Thì tốc độ tăng trưởng GDP quyết định rằng đó chính là cái kết quả của các cái doanh nghiệp hoạt động sản xuất trong nền kinh tế. Nếu GDP tăng cao thì cho thấy rằng các doanh nghiệp làm ăn hiệu quả và dĩ nhiên thị trường chứng khoán sẽ trở nên tích cực hơn và mang lại kết quả cao hơn cho nhà đầu tư. Ngược lại, nếu GDP mà tăng trưởng chậm, tăng trưởng kém thì cho thấy rằng các doanh nghiệp làm ăn rất khó khăn. Thì minh chứng rất cụ thể, chúng ta thấy năm 2023 chẳng hạn, GDP tăng có 5%, trong khi trước đó thì Việt Nam thường tăng 6-7%, thì sẽ thấy ngay. Và cái yếu tố thứ hai tác động rất mạnh đến thị trường chứng khoán đó chính là yếu tố lãi suất và lạm phát. Thì lãi suất vì sao lại tác động mạnh đến thị trường chứng khoán? Là bởi vì lãi suất chính là đầu vào của các doanh nghiệp, trước tiên là đầu vào. Thì khi lãi suất thấp thì rõ ràng là cái chi phí tài chính của các doanh nghiệp thấp và lợi nhuận có thể cao hơn. Ngược lại, khi lãi suất cao thì cái đầu vào của doanh nghiệp cao hơn, từ đó khiến cho kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bị suy giảm. Tiếp theo, khi mà lãi suất cao ấy, thì thông thường là người ta thôi thà tôi đi gửi ngân hàng, đúng không? Tôi cũng đã có lãi 10% rồi, hơi đâu mà tôi lại phải đi đầu tư sản xuất kinh doanh, nó rất rủi ro này. Mà kết quả có khi chưa được bằng như vậy. Thế do đó là lãi suất mà thấp sẽ hỗ trợ các cái doanh nghiệp vay mượn nhiều hơn, tín dụng mạnh hơn, từ đó đẩy vào nền kinh tế, thúc đẩy phát triển tốt hơn. Ngược lại, lãi suất cao thì khiến họ phòng thủ, họ tích lũy những cái tài sản gọi là nằm chết ở đấy thay vì sản xuất kinh doanh. Rồi tiếp theo thì trong cái mô hình định giá của cổ phiếu thì lãi suất là một biến số vô cùng quan trọng. Thì lãi suất cao thì cái yêu cầu đòi hỏi chiết khấu sẽ cao với cổ phiếu, ngược lại lãi suất thấp thì sẽ yêu cầu chiết khấu thấp. Tôi lấy ví dụ như này, nếu mà lãi suất bình thường là 5% chẳng hạn thì một doanh nghiệp trả 500 đồng cổ tức một năm thì chúng ta sẵn sàng có thể trả 10.000 đồng chẳng hạn. Nhưng khi lãi suất mà tăng lên 10% thì rõ ràng cái doanh nghiệp trả 500 đồng cổ tức đó thì không đáng giá 10.000, thì đâu đó chỉ đáng giá 5-8.000 thôi chẳng hạn. Thế do đó là thị trường chứng khoán bị tác động rất mạnh và lớn nhất đó chính là yếu tố liên quan đến lãi suất và lạm phát. Và yếu tố thứ ba là một cái yếu tố mà chúng ta cũng không thể bỏ qua. Và yếu tố này là có những cái đặc thù riêng của Việt Nam đó, khác với hai yếu tố là GDP và lãi suất. Thì cái yếu tố đó chính là yếu tố tỷ giá. Thì người Việt Nam của chúng ta thứ nhất là rất là nhạy với các cái thông số này. Và do chúng ta trước đây là đồng Việt Nam đồng đã mất giá với đô la quá nhiều, đặc biệt là những cái giai đoạn như là năm 90 đến năm 2000, rồi là năm 2012, 13, 14. Thì từ đó là người ta rất là cảnh giác với yếu tố này. Ngoài ra thì cái tỷ giá cực kỳ quan trọng đối với Việt Nam hơn hẳn các nước khác. Đó chính là Việt Nam là một cái nước có cái độ mở nền kinh tế top 3, top 4 trên thế giới. Tức là cái xuất nhập khẩu của chúng ta trên GDP đâu đó tương đương với khoảng 150-200%. Thế do đó là mỗi một biến động về tỷ giá sẽ tác động rất nhiều đến thu nhập cũng như là cái doanh số xuất khẩu hay nhập khẩu của Việt Nam ra quốc tế. Và như chúng ta đã biết, đồng đô la chính là cái đồng tiền vẫn là phương tiện thanh toán chủ yếu ở trên thế giới, đúng không? Và tiếp theo, cái tỷ giá nó còn tác động rất nhiều đến nền kinh tế của chúng ta thông qua cái việc đó là Việt Nam là một trong những nước hàng đầu thế giới về thu hút FDI. Nếu mà tỷ giá cao thì tỷ giá mà biến động quá mạnh, Việt Nam đồng mà mất giá nhiều chẳng hạn, thì rõ ràng chúng ta sẽ không thể thu hút được một cái nguồn lực vô cùng quan trọng và dồi dào như thế cho phát triển kinh tế. Tôi lấy ví dụ giai đoạn năm 2007-2008, khi mà khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra, rất nhiều các nhà đầu tư trên quốc tế họ rút đô la ra khỏi Việt Nam. Thì trước đó khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2006, họ đổ tiền vào, đô vào để họ giải ngân. Thì đâu đó ví dụ như là 1 đô la được khoảng độ 14.000 đồng chẳng hạn. Thì đến năm 2007-2008 họ rút ra,
họ lại phải đổi những 16.000 hay 17.000 được một đô la chẳng hạn. Thì như vậy là riêng cái việc chênh lệch tỷ giá đó họ đã mất đâu đó 10-20%. Đúng. Vậy thì mấy năm làm ăn của họ coi như đổ sông đổ bể hết. Thì do đó là sẽ không thu hút được FDI. Ừ. Hay ngoài ra thì tương tự như thế, ngoài FDI còn là PFI, tức là đầu tư trực tiếp trên thị trường chứng khoán. Đúng. Ví dụ tính tiền đồng người ta lãi được khoảng độ 10-12% một năm, đúng không? Đến lúc quy đổi ra đô la giúp để đất nước lại bay mất khoảng 5-7% hay 10%, thì còn gì nữa? Thì do đó yếu tố tỷ giá này cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngoài ra thì đó chính là về cái sự phát triển lâu dài còn cần phải sự định hướng của nhà nước và sự quan tâm của nhà nước đến với thị trường chứng khoán như thế này. Nếu mà nhà nước mà không quan tâm nhiều để thị trường chứng khoán phát triển một cách tự do, thậm chí là bừa bãi, thì rõ ràng rằng tính minh bạch của thị trường sẽ kém, tính hiệu quả của thị trường sẽ kém. Và dĩ nhiên là Việt Nam sẽ rất khó có thể thu hút được thêm các nguồn vốn từ nước ngoài vào. Nhưng ngược lại, nếu mà chính phủ mà quan tâm đến thị trường chứng khoán tốt hơn, ví dụ như là sắp tới là có cái câu chuyện là quan tâm để nâng hạng chẳng hạn, thì rõ ràng là như năm 2023-2024 thì chính phủ cũng như nhà nước đã làm trong sạch thị trường chứng khoán, thì từ đó sẽ tạo nên một cái lòng tin tốt hơn không những nhà đầu tư trong nước và ngoài nước. Từ đó cũng giúp cho cái dòng vốn sạch vào Việt Nam nhiều hơn và các doanh nghiệp sạch có cơ hội được phát triển và tạo ra một cái kênh đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư cũng như một cái nơi huy động vốn tốt cho các cái doanh nghiệp. Thế do đó đấy chính là các yếu tố vĩ mô cũng như chính trị tác động mạnh nhất đến thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta. Thì bên cạnh đó thì ngoài ra thì cũng có những cái yếu tố chính trị quốc tế khác, nhưng mà những yếu tố này thì rất là khó đánh giá và phải tùy thuộc vào từng trường hợp để chúng ta có đánh giá thì nó mới có thể là hiệu quả và chính xác hơn. Dạ vâng. Trong phần của anh Phục chia sẻ thì có nhắc đến giai đoạn 2007-2008, thì hồi đấy thì Nam vẫn còn khá nhỏ, nhưng mà có một cái giai đoạn đâu đó năm 2011-2012 là cũng bắt đầu bước chân vào đầu tư rồi, thì cực kỳ ấn tượng với giai đoạn đấy. Lúc đấy nó rất là khó khăn. Nếu mà năm nhớ không lầm thì khi đó lãi suất gửi ngân hàng đã là khoảng 14-15%. Chỉ cần gửi tiền vào ngân hàng thôi. Đúng vậy, thậm chí là như này gửi các ngân hàng nhỏ được người ta tặng lãi ngoài lên đến 19% một năm đấy anh Nam, chứ không chỉ là 14% nữa. Và các doanh nghiệp thì phải đi vay với cái lãi suất là 20%. Đúng rồi. Hồi đấy Nam nhớ như vậy, thành ra là cũng rất là may là thời gian gần đây thì chính phủ chúng ta có những cái câu chuyện về điều tiết vĩ mô rất tốt. Đó. Nên là với một cái giai đoạn có thể nói tương đối khó khăn, như năm ngoái về nói đến câu chuyện về tỷ giá thì nhân dân tệ còn mất khoảng hơn 8%. Đó. FDI thì bị rút bớt rất nhiều. Đó. Thì hay là Nhật Bản mất vị trí nền kinh tế lớn thứ ba thế giới là do tỷ giá. Đúng rồi, do tỷ giá. Đồng yên mất so với USD lên đến 10-mấy%, thì từ đó tự nhiên là cái GDP của Nhật bị tao tóc đi rất là nhiều. Và cũng mới đây thôi, ngày hôm qua hay hôm kia thì Nam có biết về câu chuyện là sau 17 năm thì bây giờ các ngân hàng của Nhật sẽ bắt đầu trả tiền lãi cho người gửi tiền. Và các bạn nhân viên trẻ tuổi thì sẽ đầu tiên trong đời được học về việc đó. Và sẽ được học từ các cái cựu nhân viên ngân hàng, những cái người mà đã có ở trong nghề là mấy chục năm kinh nghiệm rồi, đã từng trải qua cái giai đoạn đó. Còn điều đó thì họ, những cái bạn mà nhân viên trẻ đó, giới tài chính trẻ của Nhật Bản thì chưa trải qua bao giờ trong đời. Và cũng là một điều rất là thú vị. Thì trong cái nội dung mà anh Phục có chia sẻ đó, thì có nhắc đến câu chuyện về nâng hạng. Đó. Thì đương nhiên trong cái câu chuyện này thì nó sẽ còn có khá nhiều những cái điều kiện cũng như những cái hạn chế mà chúng ta cần phải nhìn nhận vào. Tuy nhiên thì nhắc đến yếu tố công nghệ trước một chút đi. Một trong số những cái điều kiện để chúng ta có thể là đáp ứng được cái việc nâng hạng đó là áp dụng cái hệ thống công nghệ mới mà gần đây thì đang thử nghiệm rồi, nó hệ thống CaroX. Thì anh đánh giá như thế này về cái điều này như thế nào? Liệu cái lộ trình và cái thời gian cho nó thì anh nghĩ sẽ như thế nào? Vâng, về cơ bản là việc áp dụng công nghệ vào thị trường chứng khoán là một điều tất yếu và là yếu tố tiên quyết bắt buộc để có thể là chúng ta có thêm nhiều sản phẩm phái sinh hơn nữa về đầu tư để giúp cho đa dạng hóa trên thị trường, từ đó mới đáp ứng được những cái yêu cầu về việc nâng hạng. Và cái việc áp dụng CaroX thì thực sự là Việt Nam đã đưa ra cho cái bên thầu là Hàn Quốc từ năm 2013. Rất lâu rồi. Đúng rồi. Đến nay đã 11 năm và thực sự là nỡ hẹn quá nhiều đấy. Thì năm 2014-15 thì khi Phục còn làm ở một công ty chứng khoán
thì đã nhắc đến cái câu chuyện là áp dụng KRX bao giờ rồi. Thì đến 2024 này chúng ta vẫn có cái câu chuyện đó. Nhưng thực sự có thể nói là như này, về cơ bản thì nó còn vướng rất là nhiều yếu tố. Thế do đó là cũng chưa thể áp dụng được ngay trong sớm một chiều. Tuy nhiên thì nếu theo cập nhật của AZFI Việt Nam ấy, thì rõ ràng là cái hệ thống KRX đã đang kiểm thử đối với các cái doanh nghiệp, các công ty chứng khoán rất là nhiều rồi. Thì kỳ vọng đâu đó có thể là trong năm 2024 này đưa vào áp dụng thì rất là tốt. Tuy nhiên cái điều này vẫn không dám chắc được 100%, bởi vì nó vẫn còn tồn tại những cái yếu tố rủi ro hay là những cái yếu tố gọi là chưa thể gọi là chắc chắn để vận hành. Đó, những yếu tố nhất định ấy vẫn có thể tồn tại. Nhưng rất hy vọng rằng với sự quyết liệt của chính phủ, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thì cái việc này sẽ sớm đưa vào áp dụng. Nói chung là nói ra cái câu chuyện này, thị trường chúng ta có thể nói là cũng hơi xấu hổ một chút. Là bởi vì cái đất nước bên cạnh chúng ta, đất nước Lào hay Campuchia gì đó, một trong hai nước, thì họ đã áp dụng KRX từ lâu rồi. Mà trong khi họ thị trường chứng khoán của họ tuổi đời thì kém hơn chúng ta hàng chục năm. Đó, thì đây là một cái điểm nghẽn đấy, và hy vọng rằng là trong năm nay có thể áp dụng. Vâng. Vậy thì với câu chuyện nâng hạng nói chung ạ, thì ngoài KRX ra thì những cái yếu tố khác liên quan đến môi trường kinh doanh, liên quan đến những cái yếu tố mà anh cũng đã nói về câu chuyện là làm trong sạch thị trường, rồi ngay cả những cái tính chất liên quan đến các công ty chứng khoán nữa, đó thì anh đánh giá như thế nào tổng thể về câu chuyện nâng hạng trong giai đoạn tới? Vâng, về cơ bản thì cái việc nâng hạng thì Việt Nam thì có vấn đề có hai tổ chức để xếp nâng hạng. Thì hai tổ chức thì cái tiêu chuẩn khác nhau. Và hai tổ chức ý được nâng hạng theo tổ chức nào thì cái dòng vốn thì nó cũng khác nhau. Thì cái việc nâng hạng về cơ bản của chúng ta còn thiếu những cái yếu tố cơ bản như sau: công nghệ này, để áp dụng các cái sản phẩm đa dạng này. Đó. Rồi tiếp theo là cái vấn đề là việc mua bán thanh toán của các nhà đầu tư nước ngoài, nó cũng phải gọi là thuận tiện hơn. Và nó cũng không thể bắt ký cược ký quỹ cả 100% được. Thì về yếu tố công nghệ thì như vừa trao đổi thì có thể 2024 này là áp dụng được. Còn cái yếu tố thứ hai là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến gọi là giao dịch ký quỹ vân vân ấy. Thì vừa rồi thì Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong cái giữa tháng 3 này cũng đã đưa ra xin ý kiến vân vân để có thể thực hiện cái vấn đề này. Và nếu mà quyết liệt thì có thể đâu đó ngay trong cái quý 2 là có thể hoàn thành. Rồi tiếp theo còn các cái câu chuyện khác nữa, đó là nới room ngoại của các doanh nghiệp. Thì về cơ bản bây giờ ở Việt Nam cũng có rất nhiều doanh nghiệp rồi, quy mô thị trường chứng khoán Việt Nam của chúng ta gọi là gấp nhiều lần cái tiêu chuẩn này, nâng hạng rồi. Nhưng mà có một cái điều đó là rất nhiều các doanh nghiệp bị giới hạn room, ví dụ như ngân hàng bị giới hạn 30% này, rồi là rất nhiều các doanh nghiệp bị giới hạn 49%. Thế từ đó khiến cho các cái tổ chức xếp hạng họ lo ngại rằng nếu tôi mà nâng hạng cho ông ấy thì bây giờ dòng tiền vào thì vào đâu? Những cái cổ phiếu mục tiêu hay những cổ phiếu lớn, cổ phiếu tốt ABC thì đều hết room rồi. Thế điều đó cũng rất là khó. Thế do đó là rất là hy vọng rằng trong thời gian tới, khi mà chính phủ cũng như là Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã gỡ vướng được hai vấn đề, ví dụ công nghệ, ví dụ như là liên quan đến giao dịch ký quỹ, rồi tiếp theo là họ có thể thúc đẩy gỡ nốt cái vấn đề liên quan đến cái việc là zoom ngoại, thì chúng ta có cơ hội được nâng hạng rất cao trong năm 2025 tới. Thì rất hy vọng là lần này sẽ có thể nâng hạng vào 2025. Nhưng mà lưu ý là vẫn chưa có gì chắc chắn cả. Đó, lưu ý là như vậy. Nhưng đứng trên góc độ một nhà đầu tư chứng khoán lại rất hay ở chỗ như này. Thì thực sự là anh em trong nghề thường nói với nhau, cái việc nâng hạng ông cứ từ từ càng tốt, thì còn nâng hạng thì còn câu chuyện. Đấy, chúng ta gạo không ăn thì còn đó đấy, đúng không? Vâng. vẫn còn đó. Vâng. Thì do đó là nhà đầu tư cũng không cần phải quá cái quan tâm hay chú trọng hay đặt nặng cái vấn đề là phải nâng hạng hay không nâng hạng. Nếu không nâng hạng 2025 thì 2026, 2027, thậm chí 2030 cũng được, đúng không? Thì hiện tại chúng ta cứ tập trung vào việc chưa nâng hạng thì mới có cổ phiếu giá rẻ để chúng ta mua, rất tốt, không vấn đề gì cả. Góc nhìn cá nhân của Nam thì Nam cho rằng là Nam tương đối chia sẻ với anh Phục ở câu chuyện này. Thứ nhất là với cái câu chuyện về môi trường kinh doanh cũng như là các cái quy định đó, các cái rào cản với các nhà đầu tư nước ngoài chẳng hạn đó, hay là hệ thống công nghệ, thì đó sẽ là những cái thứ mà mang tính nền tảng. Thì đâu đó nếu các nhà điều hành
tập trung cho những câu chuyện, tập trung vào cái phần bên trong, làm sao để cho những cái đấy nó tốt lên đã, thì câu chuyện nâng hạng nó sẽ tới khi nào mà nó hợp lý thôi. Đấy. Còn với góc độ của nhà đầu tư thì chính xác như anh nói, và ngoài ra nữa thì thị trường thuận lợi hay là thị trường đang tốt lên gì đấy thì bản thân chúng ta cũng cần phải tốt lên. Đó, thì có lẽ là tập trung cho bản thân học hỏi thì nó cũng sẽ là cái điều có lẽ là theo góc nhìn ở Asiafin chúng ta vẫn hay thường nói với nhau và nói với các nhà, chia sẻ với các nhà đầu tư là như vậy. Thì có lẽ những cái biến số bên ngoài tương đối là tốt rồi. Đó, còn lại thì thực sự là cái kết quả đầu tư ra làm sao thì cũng sẽ phụ thuộc nhiều vào cái năng lực và sự phấn đấu của mỗi nhà đầu tư, đúng không ạ? Vâng. Thế thì ở trong câu chuyện này thì chắc là chúng ta tới phần thứ hai đi. Đó, cái phần mà chúng ta sẽ có lẽ là nhiều anh chị nhà đầu tư sẽ quan tâm, đó là câu chuyện của việc là các cái ngành, các cái lĩnh vực gì sẽ là những cái động lực tăng trưởng chính của thị trường chứng khoán Việt Nam trong cái giai đoạn từ năm nay tới năm 30. Đó, thì anh có thể là chia sẻ một số góc nhìn cơ bản. Sau đó nếu mà có cái gì đó thú vị chúng ta có thể cùng nhau đi sâu hơn về một số ngành nhất định. Thì cái việc chúng ta đã nghiên cứu vĩ mô rồi. Thì khi đó thấy rằng là đa phần là thuận lợi cho nền kinh tế thôi, cho thị trường chứng khoán thôi. Vậy thì cái câu chuyện tiếp theo của chúng ta, đúng như anh Nam chia sẻ, đó là phải tìm các cái ngành nào là những cái ngành tăng trưởng và phát triển tốt giai đoạn 2024-2030. Thì từ đó mới có thể có những cơ hội đầu tư hiệu quả ở trong các cái ngành đó. Thì Asiafin quan niệm như nào? Kinh tế vĩ mô tốt thì mới tạo cơ hội cho nhiều ngành tăng trưởng mạnh, và trong các ngành tăng trưởng mạnh mới tạo ra nhiều cổ phiếu có tính đột phá cao. Thì đối với các ngành thì Asiafin cho rằng với một nền kinh tế tăng trưởng và phát triển mạnh như của Việt Nam thì có đa phần các ngành là tăng trưởng, nhưng mà không phải tất cả. Thì Asiafin đánh giá rất cao những cái ngành như sau. Thứ nhất đó là ngành chứng khoán. Thì như chúng ta vừa nói, thị trường chứng khoán của chúng ta còn rất nhiều câu chuyện như nâng hạng vân vân, rồi nền kinh tế tăng trưởng hỗ trợ thị trường chứng khoán tốt, thì ngành chứng khoán sẽ là một trong những ngành được hưởng lợi lớn nhất. Hưởng lợi lớn nhất ở trên cơ sở triển vọng thị trường chứng khoán còn tốt. Tỷ lệ nhà đầu tư thực sự có tài khoản ở Việt Nam thì đâu đó chỉ 3-4% dân số thôi, đúng không? Tổng số tài khoản lên đến 90 triệu nhưng mà ảo rất nhiều. Trong khi các nước khác như Đài Loan chẳng hạn thì có khoảng 30%. Như vậy cái dư địa cho cái kênh chứng khoán này còn tăng trưởng phát triển rất nhiều. Ví dụ như mỗi năm chúng ta có thể đón khoảng độ 1 triệu nhà đầu tư mới chẳng hạn, thì rõ ràng các công ty chứng khoán rất tiềm năng. Ngoài ra thì ở Việt Nam có một đặc thù riêng. Nếu như công ty chứng khoán ở các nước trên thế giới đó là công ty môi giới chứng khoán, ví dụ như ở Singapore, Thái Lan, vân vân, ở Mỹ cũng thế, thì ở Việt Nam lại khác. Đó là công ty chứng khoán hoạt động rất nhiều cho các cái mảng khác nữa. Đó là bốn mảng chính. Một là môi giới, hai là liên quan đến vấn đề gọi là tư vấn bảo lãnh phát hành, ba là tự doanh, bốn là tư vấn đầu tư. Thế do đó là các cái công ty chứng khoán ở Việt Nam có khá nhiều các cái lợi thế như vậy, và rõ ràng rằng họ cũng sẽ được hưởng lợi nhiều hơn từ các cái sản phẩm khác nữa. Và ngay cả cái việc là kinh doanh trái phiếu của công ty chứng khoán ở Việt Nam hàng đầu, lợi nhuận của họ lên đến hàng ngàn, thậm chí vài ngàn tỷ từ cái mảng trái phiếu đó. Đó, thế do đó ngành chứng khoán là hấp dẫn ở câu chuyện đó. Ngành thứ hai mà Phục muốn nói đến ở đây đó chính là ngành ngân hàng. Đây chính là một cái ngành cung cấp gọi là mạch máu cho nền kinh tế của chúng ta. Thì như chúng ta đã biết, cái tín dụng trên GDP của Việt Nam đâu đó khoảng độ 125%, và các cái kênh huy động vốn khác như trái phiếu thì tương đối yếu, và cổ phiếu này thì cũng khá phập phồng. Đúng. Lúc thị trường tốt thì có thể huy động, lúc khó không huy động được. Thế thì gánh nặng dồn hết anh ấy vào kênh ngân hàng, đồng thời vì đó lợi ích cũng dồn hết vào kênh ngân hàng. Thế do đó rằng là các cái ngân hàng của Việt Nam ấy có cái tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm khoảng độ 13-15% một năm, tức là cao gấp hơn 2 lần so với tăng trưởng GDP. Từ đó tạo nên rất nhiều các ngân hàng tốt, trong đó có thể tăng trưởng gấp rưỡi đến gấp 2 lần so với ngành, thì tạo ra nhiều cơ hội tốt cho các nhà đầu tư. Ngoài ra thì các ngân hàng chính là các cái định chế các doanh nghiệp về cơ bản là có độ minh bạch và được giám sát chặt chẽ nhất ở trên thị trường. Tất nhiên chúng ta có thể thấy những cái ngân hàng như SCB, đúng không, vừa rồi vỡ hay vân vân, hay thậm chí có một số ngân hàng khác khá yếu kém, nhưng tuy nhiên so với các ngành khác tỷ lệ nó là thấp. Đúng. Và nếu chúng ta chỉ cần chọn
chuẩn một chút thôi là chúng ta có thể loại bỏ toàn bộ những cái ngân hàng yếu kém và tập trung những ngân hàng tốt và mang lại cái kết quả cao cho nhà đầu tư. Và ngành thứ ba mà Phục muốn chia sẻ ở đây đó chính là ngành bán lẻ. Thì khi thu nhập bình quân đầu người của các nước đâu đó chạm ngưỡng 3.000-3.500 đô ấy, thì về cơ bản cái mức đó là đủ những cái chi phí sinh hoạt cơ bản nhất. Và sau cái mức đó thì lượng tiền dôi dư ra người ta sẽ chia sẻ, sẽ thực hiện cái việc gọi là tiêu dùng rất lớn ở trong đó, từ đó thúc đẩy cái lĩnh vực bán lẻ dự báo trong tương lai 2024-2030 có thể tăng trưởng trên 10%, gấp 2 lần, gần 2 lần so với GDP. Thế do đó thì cũng tạo ra rất nhiều các cái cơ hội trong các cái ngành bán lẻ này. Ngoài ra thì cái bán lẻ hiện đại ở Việt Nam ấy, cái tỷ lệ vẫn còn tương đối thấp, đâu đó chỉ hơn 30% mà thôi, còn lại vẫn là các chợ cóc, chợ tạm vân vân, chợ truyền thống. Thì xu hướng trong tương lai đô thị hóa tăng thì dĩ nhiên là các cái siêu thị, các cái chuỗi hiện đại sẽ tăng trưởng phát triển mạnh hơn. Từ đó chuỗi nào mà nắm bắt được cơ hội thì có thể tăng trưởng cao hơn so với mức tăng trưởng trung bình ngành là hơn 10%, thì tạo ra các cơ hội rất lớn. Bên cạnh đó là thương mại điện tử là vân vân cũng sẽ thúc đẩy cái lĩnh vực bán lẻ tốt. Và tiếp theo cái ngành thứ tư mà Phục cũng muốn chia sẻ ở đây đó chính là ngành bất động sản. Thì bất động sản có thể gặp thăng gặp trầm nhưng mà cái xu hướng phát triển vẫn là tất yếu, bởi vì Việt Nam hiện nay của chúng ta tính hết 2023 thì tỷ lệ đô thị hóa mới có khoảng độ gần 42% mà thôi, và mỗi năm tỷ lệ đô thị hóa là thêm khoảng 1-1.3%. Thì tức là như này, mỗi năm có thêm khoảng 1-1.3 triệu người chuyển dịch sống ở trong các cái đô thị, thì từ đó tạo ra cái nhu cầu nhà ở đâu đó khoảng độ 400.000 căn nhà ở một năm, đúng không? Thì từ đó tạo cơ hội cho các cái doanh nghiệp bất động sản làm ăn bài bản, quỹ đất sạch lớn, có thể có cái kết quả kinh doanh rất cao. Ngoài ra thì còn có các ngành khác, ví dụ như ngành công nghệ chẳng hạn. Tuy rằng Việt Nam là một cái nước gọi là tương đối gọi là kém phát triển nếu mà so mặt bằng chung, nhưng mà chúng ta có những cái lợi thế, đó là dân số chúng ta trẻ, chúng ta học toán rất là giỏi nếu so với mặt bằng chung, rồi là chúng ta cũng có những cái doanh nhân họ rất là táo bạo, đi tắt đón đầu, thì từ đó sẽ thúc đẩy cái lĩnh vực công nghệ của Việt Nam cũng có cái cơ hội tăng trưởng và phát triển. Ngoài ra thì ở Việt Nam của chúng ta cũng còn sở hữu rất là nhiều các yếu tố thuận lợi cho phát triển công nghệ, đúng không? Ví dụ như là đất hiếm, đúng không? Ngoài nhân sự ra còn là đất hiếm, rồi là còn là hóa chất như phốt pho nữa, rồi vân vân các yếu tố đó. Thì trên đây là Edfin cũng chỉ liệt kê qua thêm khoảng 5-6 ngành để quý vị tham khảo. Còn nếu liệt kê ra hết thì phải nói là nó vẫn còn thêm nữa, nhưng mà trên đây chính là những ngành tiêu biểu nhất anh ạ. Vâng, cảm ơn anh Phục. Ở trong những cái nhóm ngành mà anh Phục có nhắc tới ở phần vừa rồi ấy, thì cá nhân Nam đặc biệt ấn tượng với ngành ngân hàng. Có thể nói là dưới góc nhìn của Nam thì có lẽ tương đối là hiếm hoi ở trên thị trường, ở nền kinh tế Việt Nam, là có một cái nhóm ngành mà các cái doanh nghiệp trong nước lại thể hiện cái sự vượt trội như vậy so với các cái doanh nghiệp nước ngoài. Đó, một số ngân hàng của phương Tây tới Việt Nam đó, mà có lẽ là thôi cũng không tiện nhắc tên, nhưng mà cũng gần đây cũng đã có một số ngân hàng đã không trụ lại được ở cái thị trường mình và ở thị trường Việt Nam mà phải bán mình, trong khi là các cái ngân hàng ở Việt Nam thể hiện cái sự tăng trưởng, như anh nói là tăng trưởng 13-15% tín dụng hàng năm, lợi nhuận rất là vượt trội đó. Và ngoài ra thì có một yếu tố mà có lẽ là Nam cực kỳ ấn tượng, đó là về phần ứng dụng công nghệ đó, mà đặc biệt kể cả những anh chị Việt kiều ở nước ngoài về, thậm chí là từ Mỹ hay từ châu Âu về cũng phải thể hiện sự ấn tượng đó. Gần đây thôi, Nam vừa có thể nói là ngồi với một vài cậu bạn mà chỉ ngồi uống trà đá thôi, chỉ tốn mấy ngàn thôi cũng có thể thanh toán được bằng QR code của ngân hàng đó. Thì có lẽ là nó là một cái yếu tố chỉ báo cho cái việc là một cái ngành, một cái lĩnh vực mà các cái doanh nghiệp ở Việt Nam đang thực hiện rất là tốt đó. Ngoài ra thì Nam cũng muốn hỏi anh Phục, đó là trong cái xu hướng hiện tại như gần đây chúng ta thấy là Việt Nam hội nhập và có rất nhiều những cái sự nâng cấp mối quan hệ ngoại giao, đặc biệt trong năm vừa rồi là Mỹ và gần đây nhất thì là Úc đó, thì không biết là liệu là sẽ có những cái nhóm ngành liên quan đến đầu tư FDI đó, hay là liên quan đến các cái khối ngành sản xuất công nghiệp ấy, thì anh có đánh giá cao những cái doanh nghiệp ở trong cái những cái lĩnh vực như này không? Vâng, thực sự thì chia sẻ cùng anh Nam và quý vị là Edfin thì cũng rất là quan tâm đến cái ngành bất động sản công nghiệp.
Thì thực tế là ngành này cũng là một trong những ngành được hưởng lợi lớn ở Việt Nam. Thì qua cái kết quả của năm 2023 cũng như đầu năm 2024, khi mà AZFIN cũng cho các cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp vào báo cáo chiến lược của mình, cũng như AZFIN đã từng làm những cái nội dung đó là năm cổ phiếu bất động sản công nghiệp hấp dẫn nhất từ ngay từ cuối 2022 đầu 2023, thì có cái kết quả rất ấn tượng. Đâu đó chỉ có một năm mà các cổ phiếu đều tăng giá trên 100%. Thì trong tương lai thì AZFIN cũng đánh giá bất động sản công nghiệp cũng sẽ rất là tốt. Tuy nhiên cái điểm yếu của bất động sản công nghiệp nếu mà nhìn đến 2030 đó là cái tốc độ tăng trưởng của các doanh nghiệp này là cũng không quá cao. Bởi vì sao? Bởi vì cái FDI đến với chúng ta hiện nay cũng là ở một cái quy mô tương đối lớn thôi. Thì trong tương lai thì FDI nếu chúng ta duy trì được hoặc tăng trưởng nhẹ thì cũng rất là tốt rồi. Nhưng mà để mà kỳ vọng có thể tăng trưởng được 10 mấy%, 20% một năm đến 2030 thì cái ngành bất động sản công nghiệp này là hơi khó. Đó, tuy nhiên thì bù lại thì bất động sản công nghiệp thì sẽ mang lại một cái dòng tiền rất là bền vững, chắc chắn. Bởi vì lĩnh vực kinh doanh này thì không thâm dụng vốn nhiều. Trong khi tiền nhận được thì lại nhận được một cục và họ trả cổ tức khá là tốt. Thế do đó rằng là vào những cái giai đoạn mà thị trường chứng khoán mà điều chỉnh sâu, cổ tức trên giá của các cái cổ phiếu bất động sản công nghiệp này lên đến 10 thậm chí 15% thì là một cái cơ hội có thể mua rất ổn đối với nhà đầu tư. Nhưng mà để xác định rằng là mua vào những cái giai đoạn, bất kỳ giai đoạn nào để mà có được một sự tăng trưởng 2030 thì nó lại có chút rủi ro ở về cái mặt liên quan đến gọi là tăng trưởng không được đều đặn và cũng khó có thể là duy trì tốc độ cao trong một thời gian dài đến như vậy. Vâng, cảm ơn anh. Đấy có lẽ chắc là lý do mà ở phần trước anh cũng có nhắc đến rất nhiều nhóm ngành nhưng mà không có nhóm ngành bất động sản công nghiệp, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì tới phần tiếp theo, chúng ta có lẽ là cổ phiếu chúng ta nhắc rồi, vậy thì còn về trái phiếu, trải qua một cái giai đoạn mà có lẽ là tương đối khó khăn, rất nhiều nhà đầu tư đến thời điểm hiện tại vẫn đang đấu tranh để đòi cái quyền lợi cho mình với những cái sự đổ vỡ của cuối năm 2022 chẳng hạn. Thì liệu ở trong cái giai đoạn sắp tới đây thì liệu ngành anh đánh giá như thế nào, ngành trái lĩnh vực trái phiếu sẽ vượt qua khó khăn và phát triển mạnh hay không? Vâng, về cơ bản thì cái xu hướng phát triển của thị trường trái phiếu là tất yếu rồi. Ở các nước phát triển trên thế giới, thị trường trái phiếu thậm chí có quy mô còn to hơn nhiều so với thị trường cổ phiếu. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay thì về cơ bản quy mô thị trường trái phiếu cũng chỉ khoảng độ 1,5 triệu tỷ, thì tương đương với khoảng độ 11-12% GDP. Thì trong số đó lại có tới gần một nửa đó là trái phiếu ngân hàng. Như vậy trái phiếu doanh nghiệp thì chỉ khoảng độ 700-800 ngàn tỷ mà thôi. Quy mô gọi là quá nhỏ, nó chỉ tương đương với khoảng độ 35 tỷ đô la. Trong khi thị trường cổ phiếu của chúng ta tuy chứng kiến một cái giai đoạn sụt giảm khá mạnh, nhưng mà đầu năm 2024 thì quy mô vẫn là khoảng độ gần 300 tỷ đô la. Tức là thị trường cổ phiếu gấp tới khoảng 7-8 lần thị trường trái phiếu. Thì cái điều này thì nó khá là kiểu như là khá là lệch đấy. Về xu hướng tất yếu thì trong tương lai thì AZFIN cũng đánh giá thị trường trái phiếu sẽ có sự phát triển mạnh và nhanh với cái tốc độ còn cao hơn so với thị trường cổ phiếu cơ. Tuy nhiên thì đối với thị trường trái phiếu thì ở Việt Nam có rất nhiều các cái quy định khá là khắt khe. Thứ nhất là đối với các cái trái phiếu mà gọi là phát hành đại chúng ấy, tức là cái quy định rất chặt chẽ vân vân ấy, thì nhà đầu tư nhỏ lẻ mới có thể mua được, có niêm yết mới có thể mua được, nhưng mà cũng rất hạn chế. Còn những cái trái phiếu mà đa phần ở ngoài thị trường kia, đó chính là những cái trái phiếu phát hành gọi là riêng lẻ, thì những nhà đầu tư nhỏ rất khó tiếp cận. Bởi vì theo quy định của luật pháp, đó là phải là nhà đầu tư chuyên nghiệp mới có thể được mua những cái trái phiếu đó. Và chuyên nghiệp ở đây thì định nghĩa dưới hai góc độ. Thứ nhất là có được giấy phép hành nghề của Ủy ban chứng khoán nhà nước. Thứ hai, hoặc là phải có tối thiểu 2 tỷ giá trị tài sản trong cái tài sản khoản đầu tư chứng khoán duy trì ít nhất 6 tháng. Thì như vậy là về vô hình chung đã gọi là giới hạn các cái nhà đầu tư nhỏ, các cái nhà đầu tư đa số ở trên thị trường của chúng ta. Còn những nhà đầu tư mà 2 tỷ đổ lên thì theo nghiên cứu thống kê của AZFIN Việt Nam thì đâu đó chỉ khoảng độ chưa đến 1% nhà đầu tư. Đó thì đấy là những cái rào cản, những cái vướng mắc nhất định khiến cho cái trái phiếu nó có thể là tăng trưởng và phát triển chậm hơn. Tuy nhiên thì AZFIN cũng đánh giá với cái việc rất là quan tâm của chính phủ, Bộ Tài chính, rồi là Ủy ban chứng khoán, rồi Ngân hàng Nhà nước vân vân ấy, họ sẽ thúc đẩy cái thị trường trái phiếu này tốt hơn trong thời gian tới.
Đặc biệt là đối với những cái doanh nghiệp có quy mô lớn ở Việt Nam thì họ đã và đang gọi là cải thiện được rất nhiều các vấn đề để cái việc phát hành trái phiếu trở nên thông suốt hơn trong tương lai. Vậy Zephin đánh giá rằng cái kênh này cũng là một cái kênh phân bổ và đầu tư tài sản rất tốt cho nhà đầu tư với cái lợi suất cao gấp khoảng 1,5 thậm chí 2 lần so với gửi ngân hàng. Trong khi nếu mà chúng ta có những cái phân tích đánh giá về cơ bản cũng không quá phức tạp thì chúng ta cũng có thể lựa chọn được những trái phiếu có độ an toàn tất cả. Đó thì đấy là một cái kênh nhà đầu tư cũng không thể bỏ qua và phải cần quan tâm hết mức đến những cái kênh cổ phiếu, kênh trái phiếu như thế. Rõ ràng là với cái lợi suất tốt như vậy mà nếu mà cứ tạm gọi là 1,5% so với lãi suất ngân hàng đi, ví dụ chúng ta coi như vậy với cái kênh trái phiếu thì gần đây mọi người vẫn hay nhắc đến câu chuyện đó là cái tiền ở trong dân gửi ngân hàng quá là nhiều. Đấy, mức cao nhất trong lịch sử hay gì đấy, nhưng chúng ta vẫn nói với nhau thì sẽ thật đáng tiếc nếu như là cái kênh trái phiếu này nó không có thể là phát triển mạnh hơn để trở thành cái khả năng về góc độ là huy động vốn cho các cái doanh nghiệp. Mặc dù chúng ta đang nói đến cái câu chuyện của một đất nước Việt Nam phát triển rất là tốt, có rất nhiều doanh nghiệp có thể nói là ở cái tầm vóc khu vực và thậm chí là trên thế giới thôi. Đó, thì có lẽ là cũng cá nhân Nam rất là mong là qua những cái câu chuyện có thể nói là không được vui trong thời gian vừa rồi đó, và thị trường đã trở nên trong sạch hơn rất nhiều đó, thì thời gian tới trái phiếu sẽ là một cái kênh mà có lẽ là chia sẻ với quý vị anh chị là AZFIN sẽ có nhiều cái góc nhìn cũng như là sẽ trao đổi với anh chị nhiều hơn trong thời gian tới đó. Và vâng, một cái điều rất quan trọng trong cái phong cách đầu tư của AZFIN thì chúng ta tương đối là đều cao cái yếu tố về an toàn và tính dài hạn. Thì hôm nay chủ đề của chúng ta là về cái thị trường tới năm 2030 đó. Một số cơ hội chúng ta đã nhắc tới rồi, vậy thì còn với một số những cái câu chuyện về những cái thách thức hay rủi ro trong giai đoạn tới thì anh có thể là gói ghém lại ở 2 hoặc là 3 câu chuyện được không? Vâng, về cơ bản thì như đã trao đổi với Nam, đó là để đầu tư được cổ phiếu hay chứng khoán, cổ phiếu nói riêng, chứng khoán nói chung ấy, thì cũng cần phải phân tích đánh giá bởi nó bị ảnh hưởng rất nhiều các yếu tố khác. Nếu như kênh gửi ngân hàng thì về cơ bản ảnh hưởng ít yếu tố hơn. Thì cái kênh chứng khoán thì nó ảnh hưởng rất nhiều từ các cái biến số vĩ mô thế giới. Ví dụ như là nền kinh tế Mỹ, nền kinh tế Trung Quốc, châu Âu, rồi là các cái xung đột địa chính trị ở trên thế giới diễn ra, rồi là các cái yếu tố chính trị trong nước, vĩ mô trong nước đó. Rồi là rất nhiều những cái yếu tố như là công nghệ ứng dụng vào đời sống chẳng hạn, cũng có thể làm thay đổi và biến đổi các cái ngành nghề, các cái doanh nghiệp. Rồi các doanh nghiệp thì nếu như ngày xưa ấy, thì nếu họ tồn tại và họ phát triển có thể là chắc chắn bền vững hơn. Nhưng bây giờ có những cái công nghệ xảy ra thì các doanh nghiệp có thể là đứt ngay trong vòng một cái thời gian chỉ 1-2 năm chẳng hạn. Thế do đó là cái rủi ro đối với đầu tư là cũng khá là nhiều. Tuy nhiên thì xin tóm lại một số cái rủi ro như sau. Thứ nhất là rủi ro về bất ổn kinh tế thế giới cũng như địa chính trị thế giới, do cái yếu tố gọi là đa cực ở trên thế giới bây giờ, chứ không giống như ngày trước là yếu tố gọi là thế giới đơn cực chỉ có Mỹ dẫn đầu thôi. Thì khi mà đa cực thì dĩ nhiên là có cái sự xung đột nó nhiều hơn. Yếu tố thứ hai là liên quan đến gọi là cái sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Thì tất nhiên hiện nay chúng ta nhìn thì thấy rằng là cái sự tăng trưởng và phát triển rất tốt, đúng không? Tuy nhiên nền kinh tế Việt Nam lại có độ mở rất lớn, phụ thuộc vào xuất nhập khẩu rất nhiều, không giống như các cái nền kinh tế phát triển họ phụ thuộc vào tiêu dùng nội địa. Thế do đó là chúng ta cũng cần phải gọi là chú ý đến những cái vấn đề này, xem rằng những cái định hướng của nhà nước xem có chuyển dịch dần để mang tính chất ổn định hơn hay không. Đó, cái yếu tố tiếp theo thì tôi nghĩ là chúng ta quan tâm được nhiều hơn và chúng ta có thể gọi là nên chú ý hơn, đó là yếu tố liên quan đến các cái doanh nghiệp ảo ở trên thị trường chứng khoán. Rồi tiếp theo là liên quan đến gọi là các cái sóng ở trên thị trường chứng khoán. Thì nhà đầu tư cần phải lưu ý, đó là chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc riêng thì khi áp dụng vào đầu tư nó mới có thể hiệu quả được. Thì AZFIN có gói gọn cái nguyên tắc ấy, gọi là nguyên tắc gọi là tinh tĩnh tỉnh. Tinh ở đây là biết lựa chọn những cái doanh nghiệp tốt bền vững đó trong tương lai. Tĩnh ở đây là chúng ta cần phải gọi là không được gọi là lúc nào cũng gọi là hừng hực lên hay là lúc nào cũng gọi là bị đám đông cuốn vào. Chúng ta phải tách xa khỏi đám đông và nhìn từ xa, quan sát để sao cho chúng ta có thể đánh giá sự việc vấn đề
một cách khách quan nhất và hiệu quả nhất. Và tỉnh ở đây là chúng ta cũng biết gọi là phân bổ tài khoản cũng như là biết vào vùng hợp lý, mức hợp lý và biết ra lúc nào để sao cho cái tài sản của chúng ta nó được tăng trưởng một cách gọi là tốt đẹp và bền vững đối với cái kênh đầu tư chứng khoán này. Vâng, chắc là qua cái chia sẻ của anh Phục thì chắc là xin phép quý vị anh chị nhà đầu tư là góc nhìn của AZFIN thì cũng đâu đó cho rằng ngoài những cái yếu tố bên ngoài ra thì chúng ta một trong số những cái rủi ro cần rất đáng để quan tâm trong đầu tư đó chính là những cái câu chuyện liên quan đến bản thân của nhà đầu tư, cách chúng ta hiểu biết về thị trường, cách chúng ta phân tích về doanh nghiệp đó, thì nó cũng sẽ là một cái yếu tố rất quan trọng ngoài những thứ mà bên ngoài chúng ta vẫn hay nói với nhau, đúng không ạ? Vâng. Thì ở trong phần tiếp theo thì có lẽ chúng ta sẽ chia sẻ sâu hơn về những cái chiến lược cũng như là những cái cách thức để mà có được một cái giai đoạn đầu tư mà thành công ở trong thời gian tới. Thì với thị trường chứng khoán hay nền kinh tế nói chung, chúng ta vẫn hay nhắc tới câu chuyện của tính chu kỳ. Vậy thì cái giai đoạn sắp tới đây nó có khiến anh mường tượng hay là liên tưởng đến giai đoạn nào mà chúng ta đã trải qua không ạ, với thị trường chứng khoán Việt Nam? Vâng, về cơ bản là cái giai đoạn này thì thực sự là tôi cũng liên tưởng đến đó là cái giai đoạn 2016-2019 ở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Tức là sau một cái quá trình này chúng ta cũng gặp khá nhiều khó khăn từ tác động từ nền kinh tế thế giới, từ lãi suất, từ vân vân, lạm phát, tỷ giá, thì chúng ta về cơ bản cũng hoàn thành một cách ổn định được, khá tốt được. Và giai đoạn này có thể là một nói là một cái giai đoạn tương đối là thuận lợi cho cái nền kinh tế của chúng ta nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng hướng đến 2030. Tuy vậy thì tôi cũng xin lưu ý nhà đầu tư như này. Tuy nói rằng đây là một giai đoạn như có thể tương đồng như thế, nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam hay thị trường chứng khoán trên thế giới nó cũng có những cái diễn biến cũng khá là nhanh và bất ngờ. Đặc biệt ở Việt Nam của chúng ta, cứ khoảng độ 2 đến 3 năm sẽ có một đợt sụt giảm cực kỳ mạnh. Và trong cái khoảng thời gian 2 đến 3 năm đó, đồng thời cũng thông thường có một đợt tăng giá cực kỳ khủng khiếp. Thế do đó rằng là nhà đầu tư cần phải trang bị cho mình đầy đủ được những cái kiến thức này, chiến lược đầu tư này, và cũng như là những cái gọi là tham khảo, những cái nơi hỗ trợ để từ đó có thể đầu tư tốt và hiệu quả hơn. Chứ không phải là ok 2024 đến 2030 đánh giá thị trường chứng khoán ok cứ thế vứt tiền vào đi mục. Cái chuyện ý là một cái chuyện rất là rủi ro, chứ không phải là đấy là một cái cách đầu tư dài hạn tốt. À vâng, rất cảm ơn anh Phục. Vậy là quý vị anh chị có thể rất là rõ ràng với câu chuyện là dưới góc nhìn của AZFIN thì giai đoạn 2024 tới 2030 sẽ là một cái giai đoạn đâu đó tương đối là tốt đó. Anh Phục thì có ý liên tưởng tới giai đoạn 2016 tới 2019 đó. Tuy nhiên thì cá nhân anh Phục cũng có đánh giá về câu chuyện là chúng ta vẫn thường có một cái giai đoạn mà sụt giảm sau mỗi 2 năm hay 3 năm tích lũy và tăng trưởng, đúng không ạ? Vâng, vậy thì kể cả với góc nhìn của đầu tư giá trị đó, thì với chia sẻ vừa rồi thì anh nghĩ là cái mục tiêu nên có của nhà đầu tư đó, trong giai đoạn tới là gì nếu xét theo góc độ của đầu tư giá trị và dài hạn? Cơ bản thì nói chung là khi nhà đầu tư tham gia vào thị trường chứng khoán ấy, trước tiên thì chúng ta cần phải tham gia với một cái tâm thế đây là một kênh đầu tư, một cái kênh phân bổ tài sản cũng giống như các kênh khác như là bất động sản, như là vàng, như là gửi tiết kiệm vân vân. Thì khi chúng ta xác định với một cái tâm thế như thế thì rõ ràng là chúng ta sẽ có những cái hành động nó phù hợp hơn đối với thị trường này. Vì sao tôi lại đưa ra là như thế? Bởi về cơ bản bây giờ tôi trao đổi ngay cả những người bạn của tôi, thì bạn của tôi thì tất nhiên là tỷ lệ họ ít hơn, nhưng mà cũng phải có tới một nửa họ coi thị trường chứng khoán là đánh bạc, là chơi. Thế thì khi họ coi là chơi thì họ sẽ không nghiêm túc với nó. Và chúng ta không nghiêm túc, chúng ta không đầu tư thời gian công sức để chúng ta có thể là đánh giá nó một cách gọi là đúng đắn và phù hợp, thì rõ ràng là kết quả là chúng ta thua lỗ. Thì đầu tiên là cái tâm thế tham gia đó là phân bổ tài sản. Đây là một kênh tài sản. Cái yếu tố thứ hai đó là đầu tư giá trị. Theo như một cái thống kê của trường Berkeley ở Mỹ, trong mấy chục năm ấy, thì ở Đài Loan ấy, thì 15 năm thì 99% những chiếc đơ đều thua lỗ và ra đi. Đó. Thì do đó rằng trong khi mà thực tế của chúng tôi
trao đổi cùng các cái anh chị em mà đã đầu tư cùng tôi từ năm 2007 thì thấy rằng cứ ai theo đầu tư giá trị thì tôi chưa thấy ai nghèo, thực sự là như vậy. Thế do đó là cần phải theo đầu tư giá trị. Vì sao lại theo đầu tư giá trị nữa? Đó là về cái câu chuyện lướt sóng. Đa phần những nhà đầu tư tham gia là trai trái của họ. Họ đâu có hiểu biết về thị trường, họ đâu có hiểu biết đầy đủ mọi thứ. Họ không phải nhà đầu tư chuyên nghiệp. Vậy thì họ lướt sóng, họ lại đòi kiếm tiền của những cái người chuyên nghiệp trên thị trường thì là một điều không thể đâu. Rồi tiếp theo là khi họ trading quá nhiều ấy, thì tức là cùng một cái thời gian họ ra quá nhiều quyết định thì các quyết định thì thường là chưa đủ độ chín, thường là vội vàng, và từ đó cái hiệu quả nó kém. Rồi tiếp theo nữa, đó là theo một cái thống kê tôi là ở một cái công ty chứng khoán gọi là top 4 năm 2017 ở một cái nhà đầu tư gọi là active trader, tức là giao dịch nhiều ấy, một năm là họ mất từ 40-90% cái tài sản đó dành cho cái phí giao dịch, thuế và các cái phí liên quan khác, lãi vay, phí lưu ký vân vân. Từ 40-90%. Đúng rồi. Tôi lấy ví dụ như này, 1 tỷ đồng đi. 1 tỷ đồng. Nếu mà một năm người ta giao dịch 50 vòng mà người ta lại margin 50% thôi. Đó thì tức là cái giá trị giao dịch của người ta là lên đến 50 vòng nhá, lên đến 75 tỷ một lượt mua. Đó, và 75 tỷ một lượt bán. Như vậy 150 tỷ. Thì bây giờ phí giao dịch của họ là 0,15% nhân với 150 tỷ. Tức là họ đã mất khoảng độ 225 triệu đồng. Đấy là phí giao dịch thôi. Còn chưa kể đến câu chuyện thuế mất 0,1% của 75 tỷ bán. Tức là mất bao nhiêu? Đó, 0,1 của 75%, 75 tỷ. Tức là về cơ bản mất 75 triệu nữa. Thì tức là họ đã mất 300 triệu rồi. Ngoài ra thì họ vay 2,5 tỷ để họ gọi là chết đinh ấy, thì người ta tính lãi là lãi đơn hàng ngày, nhưng mà khi mà tính lãi kép lên ấy, thì thực sự là 25 tỷ thôi, gọi vay 25 tỷ đi. Thì về cơ bản anh có thể tính rằng là lãi suất của các công ty chứng khoán cho vay tối thiểu 12-14%. Wow. Đó thì 25 tỷ tất nhiên là chia ra làm rất nhiều đợt. Đúng. Đó thì thôi chúng ta cứ gọi là vay 50% 1 tỷ đi, tức là vay 500 triệu đi. 500 triệu mà lãi suất 10-mấy% là cũng mất khoảng độ 60-70 triệu. Thì như vậy là đã là 370 triệu rồi. Còn chưa kể đến cái câu chuyện ở đây là phí lưu ký chúng ta vẫn phải mất, rồi các cái phí khác liên quan nữa, rồi là chưa kể đến cái việc nếu mà chúng ta nhận cổ tức hay nhận cổ phiếu chia, chúng ta phải đóng 5% thuế. Thì như vậy là mất 40% là một điều bình thường. Còn những người gọi là siêu active trader, họ giao dịch một năm lên đến cả trăm vòng ấy, thì rõ ràng là cái lượng tiền họ mất cho phí giao dịch, thuế và các cái phí khác vân vân ấy, thì không phải 40% cái tài sản ấy, mà thậm chí mất 100%. Như vậy anh Nam có thể thấy rằng như này, riêng cái giao dịch họ đã mất 40% chi phí như vậy, thế họ muốn có lợi nhuận họ phải đạt bao nhiêu? Họ phải đạt 50-70% thậm chí 100%. Thế như vậy là điều đó là một điều gần như bất khả thi trong bối cảnh thị trường chứng khoán tính từ năm 2000 đến năm 2024 tăng trưởng cả cổ tức mới có 13% một năm. Đúng không? Thì đấy là cái câu chuyện là cái hướng thứ hai là phải theo đầu tư giá trị. Và hướng thứ ba ấy, đó là họ cần phải có những nơi, có những người đồng hành cùng. Bởi vì bản thân một nhà đầu tư cá nhân thì họ cũng không thể có đủ trình độ, thời gian, kiến thức vân vân để họ có thể phân tích, đánh giá, đưa ra chiến lược đầu tư vân vân chuyên nghiệp và hiệu quả được. Thì một là họ làm được thì họ phải có người đồng hành. Hai là tốt nhất họ gửi vào các cái chứng chỉ quỹ. Thì đấy là cái chia sẻ của tôi về cái nội dung này. Vâng ạ, ở trong phần chia sẻ của anh Phục thì có lẽ là có một cái nội dung mà tương đối là sốc. Vâng, nếu với các anh chị mà đặc biệt là với các anh chị mà theo cái trường phái là lướt sóng, mà như anh Phục gọi là còn active ấy, vâng, thì cái con số mà với cá nhân nam thì 40 hay là 60% cái tiền phí rồi thuế các thứ đó dành cho cái việc mà giao dịch nếu mà chúng ta lướt sóng nhiều, thì có lẽ là cũng với nam là thấy tương đối bình thường. Nhưng hôm nay anh Phục còn đưa ra con số là thậm chí là 90-100% đó. Thì không biết là có anh chị nào mà lướt sóng nhiều đang xem cái nội dung này mà cảm thấy giật mình. Anh Phục thì tính toán rất nhanh nên là cái phần mà anh Phục mà ví dụ đấy đó, thì nó có lẽ là chúng ta cũng theo dõi không kịp, thì có lẽ một số anh chị có lẽ là nên ngồi lại để tính toán một chút đó. Chúng ta thời gian vừa rồi đó, chúng ta tổng kết lại một chút xem là có đúng là nội dung anh Phục nói nó là như vậy hay không đó. Tuy nhiên thì trong cái phần này có lẽ là phải khẳng định với anh chị là phần này IZFIN đã thực hiện một số nghiên cứu và có tính toán rồi, những con số đó nó hoàn toàn thực tế đó. Thì
Ở trong phần anh Phục chia sẻ đó, anh có nói đến cái câu chuyện của việc là tìm những cái người đồng hành. Đó, thì bản thân AZFIN cũng là một đơn vị đào tạo và tư vấn cho rất nhiều nhà đầu tư trong suốt cái thời gian có lẽ là khoảng 7-8 năm vừa qua, là có khoảng hàng ngàn nhà đầu tư vừa trực tiếp đó, và nếu mà gián tiếp thì có đến hàng chục ngàn nhà đầu tư đã và đang đồng hành với AZFIN rồi. Đấy, vậy thì với cái câu chuyện của năm 2024 tới năm 30 thì cụ thể hơn một chút được không ạ? AZFIN có thể bật mí hoặc là chia sẻ với các anh chị nhà đầu tư về những cái những điều gì mà AZFIN có thể hỗ trợ hay có thể là tư vấn cho các anh chị trong thời gian. Thực ra là AZFIN cũng có rất nhiều những cái nội dung mà chia sẻ để các nhà đầu tư. Nội dung free có rất nhiều. Thì hàng tuần AZFIN thường có những cái nội dung này ở trên kênh YouTube và cũng như kênh podcast, thì có đầy đủ nội dung và chia sẻ rất nhiều các cái thông tin hữu ích từ kinh nghiệm đầu tư, kiến thức đầu tư, rồi là ứng dụng vào trong đầu tư như thế nào để hiệu quả, để tối đa hóa vân vân. Thì nhà đầu tư có thể lên cái kênh của AZFIN để có thể nghiên cứu. Thì trước đây chúng tôi có chuỗi ví dụ như đọc vị 69 cổ phiếu hay là định giá 30 cổ phiếu. Rồi gần đây nhất thì đang có cái chuỗi gọi là đầu tư giá trị từ A đến Z dành cho các nhà đầu tư có thể quan tâm. Đó, tuy nhiên thì một số nhà đầu tư lại muốn gọi là sát hơn. Thì chúng tôi lại có cộng đồng tích sản cổ phiếu tự do tài chính. Thì cộng đồng này về cơ bản AZFIN đã và đang hỗ trợ đâu đó khoảng gần 10.000 các nhà đầu tư. Trong đó thì mọi người rất là kỷ luật và cuối cùng xây dựng được những cái kênh gọi là sinh lời thụ động lâu dài một cách bền vững. Hay là nhà đầu tư mà thích gọi là nâng cao kiến thức hơn nữa để có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong tương lai, thì ở đây hiện nay thì cũng có rất nhiều các anh chị trước đây làm chủ doanh nghiệp thì cũng muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp trong tương lai, thì có thể tham gia các cái chương trình hội viên YouTube của AZFIN Việt Nam. Thì ở trong đó thì ví dụ như hội viên vàng chẳng hạn, thì AZFIN đưa ra những cái đánh giá cổ phiếu vân vân, định giá rất chi tiết đầy đủ rõ ràng để nhà đầu tư có thể học hỏi áp dụng vào việc đầu tư của mình. Hay là đối với những nhà đầu tư mà có quy mô lớn, tức là những người có tài sản tối thiểu triệu đô, và AZFIN cũng gọi là yêu cầu là tối thiểu phải 5 tỷ ban đầu đấy, và sau năm thứ nhất phải tăng lên, thì AZFIN cũng sẽ có những cái chương trình riêng cho anh chị, đó là chương trình quản lý gia sản. Đó, thì ở chương trình đó thì AZFIN cũng có gọi là đánh giá cái tài sản từ A đến Z cho anh chị để làm sao biết được rằng là thực trạng tài sản như nào, rồi là cơ cấu hợp lý chưa, có cần giải pháp gì không, rồi sau khi cơ cấu thì cái mục tiêu tài chính của anh chị là gì được hoạch định ra, rồi phân bổ vào những kênh nào. Thì trong đó thì AZFIN sẽ phụ trách cái việc hỗ trợ các anh chị phân bổ cái kênh liên quan đến đầu tư tài chính thôi, còn các kênh kia thì các anh chị sẽ gọi là thực hiện theo chiến lược kế hoạch mà đã bàn. Rồi tiếp theo là trong cái chương trình đó thì cũng có cái gọi là xây dựng để trường tôn, đó là có những chương trình đồng hành để sao cho con các anh chị có thể tham gia vào cái việc quản lý gia sản của gia đình từ sớm, để lúc các bạn ấy khoảng độ ngoài 20 tốt nghiệp đại học, các bạn có thể phần nào đó phụ trách cái việc đầu tư rất hay gia đình, tức là chuyển giao cho các bạn ấy. Đó, ví dụ đấy là những cái chương trình mà AZFIN có thể hỗ trợ các nhà đầu tư, hay là các nhà đầu tư có thể tham gia vào các cái nội dung workshop của AZFIN Việt Nam để bàn luận cùng hàng trăm nhà đầu tư khác, rồi từ đó học hỏi thêm những cái kiến thức ví dụ như là ngành ngân hàng này, ngành bán lẻ này, vân vân. Bởi vì nhiều khi là các cái doanh nghiệp có cổ phiếu rất tốt, nhiều anh chị tiếc bảo là lúc tôi nắm cổ phiếu rồi mà tôi lại bán mất, là bởi vì các anh chị chưa hiểu, các anh chị chưa biết rõ thì làm sao các anh chị có thể cầm một cách lâu dài và hưởng lợi được. Thì như người ta đã nói là cầm vàng để vàng rơi, nhưng thực ra là không biết đó là vàng, đúng không? Thì nếu rơi là một điều hết sức bình thường. Còn nếu mà anh chị mà muốn những cái nguyên tắc đầu tư của AZFIN thì tôi cũng có thể chia sẻ đấy. Ví dụ như là AZFIN Việt Nam có một cái nguyên tắc đầu tư gọi là nguyên tắc đầu tư 3P. Thì nguyên tắc này ví dụ như là lựa chọn cổ phiếu theo 3 tiêu chí. Thứ nhất, đó là tăng trưởng tốt đấy. Thứ hai, đó là định giá tương đối rẻ. Và thứ ba là cổ tức tiền mặt hiện tại hoặc là trong tương lai tốt. Thì anh chị tập trung vào đó thôi thì cũng có những cái gọi là giúp anh chị đầu tư. Đó, thì trên đây là tôi cũng giới thiệu thêm về những cái mà AZFIN có thể hỗ trợ cho các nhà đầu tư. Vâng, thì qua chia sẻ của anh Phục về nghiên cứu của Đại học Berkeley về cái tỷ lệ cái nhà đầu tư mà thành công sau thời gian dài trên thị trường tương đối là ít đó, và cộng với việc là chúng ta xác định với quan điểm của AZFIN thì cũng chia sẻ với anh chị là
Như anh Phục đã có trao đổi phần vừa rồi thì dưới góc độ của đầu tư ở SFIN là một câu chuyện của việc phân bổ tài sản và đầu tư dài hạn. Đấy. Do vậy là nếu mà chúng ta muốn đi một hành trình dài, đi xa thì có lẽ là chúng ta cần có những người bạn đồng hành. Thì đó là một cách mà rất là cuộc sống thôi, không chỉ riêng là câu chuyện của đầu tư cổ phiếu hay là rộng hơn là quản lý gia sản, đúng không ạ? Vâng. Vậy thì về cơ bản chắc là xin phép anh Phục là tóm tắt một chút về nội dung để quý vị anh chị có thể nắm được nội dung hôm nay của chúng ta là một cái chủ đề mặc dù là liên quan đến cổ phiếu, đến chứng khoán là chính nhưng mà cũng có rất nhiều những câu chuyện gợi mở về những cái điều chúng ta cần làm về dưới góc độ của quản lý gia sản, đúng không ạ? Thì vâng, thưa quý vị anh chị, phần chia sẻ của anh Phục cũng như là AZFIN về nội dung của cái câu chuyện đánh giá thị trường chứng khoán giai đoạn 2024 đến 2030 có thể nói là đây sẽ là một cái giai đoạn mà tương đối tốt. Chúng ta có thể liên tưởng tới như phần chia sẻ của anh Phục là giai đoạn từ năm 16 tới năm 19, và ở đó thì câu chuyện của áp dụng hệ thống công nghệ KRX cũng như là câu chuyện rộng hơn đó là nâng hạng thị trường thì cũng sẽ là một trong số những điều mà là cái động lực tăng trưởng cho thị trường trong thời gian tới. Ngoài ra thì những cái chia sẻ về các cái ngành lĩnh vực mà anh Phục có nói ở trong cái nội dung của phần thứ hai của chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thì mong rằng quý vị anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái ngành lĩnh vực mà đâu đó dưới góc nhìn của AZFIN vẫn luôn khuyên mọi người là chúng ta hiểu biết về ngành nào đó. Ví dụ như các anh chị mà làm ở trong lĩnh vực ngân hàng, AZFIN có rất nhiều những cái anh chị nhà đầu tư mà đồng hành sát sao cùng là những chuyên gia tài chính, những nhân viên ngân hàng rất kinh nghiệm lâu năm, và mọi người có cái góc nhìn hiểu biết về cách mà cái doanh nghiệp của mình hay là cái lĩnh vực của mình vận hành, và mọi người cực kỳ yêu cái cổ phiếu của cái công ty mình hoặc là cái lĩnh vực mà mình hoạt động đó. Thì cũng mong là quý vị anh chị có thể có góc nhìn một cách hết sức là chi tiết về các cái lĩnh vực mà AZFIN cho là sẽ tốt trong thời gian tới. Và ngoài ra thì ở phần thứ ba cũng là những chia sẻ hết sức là chân thành của anh Phục về việc là đâu đó trong câu chuyện của quản lý gia sản, của đầu tư tài chính thì chúng ta nên có các cái đơn vị có thể đồng hành với mình để cùng nhau đưa ra những cái góc nhìn, những cái đánh giá để như anh Phục nói là cầm vàng không để vàng rơi. Vâng, và liên quan tới câu chuyện của sự đồng hành thì cũng muốn chia sẻ với quý vị anh chị đó là ở AZFIN thì chúng tôi đã cùng nhau xây dựng cộng đồng tích sản cổ phiếu đầu tư giá trị, và ngày xưa thì có tên là tích sản cổ phiếu tự do tài chính đấy. Thì trải qua cái giai đoạn có lẽ là tương đối là khó khăn của năm 2022 thì đây có lẽ là một cộng đồng, một cái nơi mà các cái nhà đầu tư có cái sự mà như cái phần anh Phục nói là cái sự tĩnh nhiều nhất, và khi mà thị trường tốt trở lại thì chúng tôi cùng nhau trở lại một cách có thể nói là cũng tương đối là ấn tượng, và mọi người vẫn tĩnh, đương nhiên là mọi người vẫn tĩnh đó. Thì nó sẽ là một trong những cái điều mà cũng khiến cho đội ngũ của AZFIN cảm thấy vững tâm hơn và có một cái điều gì đấy giúp chúng tôi có thêm cái động lực để cùng với các quý vị anh chị nhà đầu tư ở trong không những trong cộng đồng mà trong thời gian tới nữa đấy, có thể có cho mình những cái quyết định tốt hơn và một cái hành trình đầu tư tốt hơn đó. Và hy vọng ở trong podcast này thì đã giúp cho quý vị anh chị có những cái góc nhìn tương đối là rộng mở cũng như là chi tiết về cái triển vọng của thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 24 đến năm 30. Và trong cái nội dung tiếp theo của series quản lý gia sản thì mong hẹn gặp lại quý vị anh chị, và chúng ta sẽ tới một cái chủ đề tương đối hấp dẫn đã được bật mí bởi anh Phục ngày hôm nay, đó là cái tính thế hệ trong cái quản lý gia sản trong các gia đình. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị anh chị và xin hẹn gặp lại của tập tiếp theo.